Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang theo dõi video. Hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023. Video này được phát vào lúc 20 giờ nha mọi người. Hôm nay thì em về rất là trễ nên là quay trễ nha. Rồi thì hôm nay em cũng lên được một ít đồ cơ khí thôi ha. Số điện thoại của em vẫn là số cũ nha, 0961063939 nha. Em tên là Trực, mọi người có thể gọi điện thoại, gọi Zalo hoặc nhắn tin Zalo nha. Mọi người nhắn tin bên tin nhắn cái phần SMS đó thì em sẽ gọi lại cho mọi người chứ không thể là trả lời được nha. Cái phần điện thoại của em không có nhắn tin SMS được. Rồi tất cả cái tiền hàng sẽ cộng thêm cái tiền phí ship nha. Bên em sẽ không có bao gồm phí ship. Bên em sẽ không bao ship. Tiền hàng mình sẽ trả thêm cái phí ship nha. Đối với những cái hàng nặng thì mọi người vui lòng cọc hoặc thanh toán trước một phần nha. Đó, để tránh tình trạng là đặt xong rồi mọi người không nhận và cái tiền ship rất là cao nha. Thì những cái khối lượng mà từ 5kg trở lên đó thì tiền ship nó mới cao nha. Còn dưới 5kg thì vẫn, bên em vẫn có thể trả được nha. Nếu mọi người không nhận em vẫn trả được bình thường nha. Rồi, hôm nay em lên được 19 mã nha. Mã số 1 ở đây em có một cái đồng hồ Bitcoin. Cái loại này thì hàng cũ nha. Đó. Đầu kim là 20.8 ha. Khoảng đo của nó là 0.0 đến 0.5 nha. Khoảng đo là 0 đến 0.5 nè, mọi người để ý nè. Nguyên một cái vòng này nè, nó chỉ có 50 vạch thôi, một vạch là 0.01 ha. Thì khoảng đo nó chỉ là một vòng thôi nha. Thì cái loại này nó có bên phải cái đồng hồ nó có một cái cần gạt như vậy. Mình sẽ gạt để đảo chiều đo nha. Mình gạt từ dưới lên có nghĩa là mình sẽ đo từ dưới lên ha. Mình gạt trên xuống là mình đo từ trên xuống. Đó, cái loại này thì nó sẽ không có tự đảo chiều nha. Có cần gạt thì mình phải gạt. Đó, thì cái này hoạt động rất là nhẹ nhàng nha. Rồi, cái đồng hồ số 1 này em bán với giá là 400 ngàn. Ngoại hình ở đây. Đã sử dụng nhưng mà còn ok nha. Không, mặt kính là không có chày, không có nứt về gì hết nha. Đó, đầu đo phi 2. Cái này là của Nhật nha, Bitcoin BC1A nha. Mà có thể lên Google search cái mã này. Ở Việt Nam mình cũng có đại lý bán loại này nha. Rồi, cái đồng hồ này 400 ngàn, có một cái hộp này luôn nha. Tiếp theo là một cái đồng hồ son mini. Cái đồng hồ son này giá là 300 ngàn nha. Bitcoin BC. Bitcoin ha. No 47. Thì cái đồng hồ son này phạm vi đo nó là từ 0 đến 4 mm. Rồi cái vạch chia trên đồng hồ á, cứ một vòng này là 1 ly ha. Một vòng này là 100 vạch. Vạch chia trên đồng hồ là 0.01 mm ha. Đồng hồ này sẽ quay được 4 vòng. Khi mà quay một vòng thấy kim nhỏ bên dưới nó nhảy lên số 1 ha, ngay ngón cái của em nè. Đó, 22 vòng thì 2 ly ha, 3 vòng 3 ly, 4 vòng 4 ly. Có nghĩa là đồng hồ này đo được 4 ly ha. Mặt lưng là phẳng nha, đằng sau này có chữ da băng nè. Đó, thì mọi người lắp cái ráp vào cái đế từ bằng cái trục phi 8 này nha. Đó, bằng cái trục phi 8 này. Cái hồ sơ này thì giá là 300 ngàn nha. Còn một cái cuối cùng theo. Rồi, mã số 3 là một cái banh me. Banh me này là banh me chuyên đo mấy cái điểm nhỏ hoặc là những cái đỉnh răng nha. Đỉnh răng. Răng thì nếu mà mình dùng cái loại banh me đầu bự loại 6.35 đó thì mình đo sẽ khó xác định cái đỉnh ha. Nó sẽ lệch bên này bên kia, còn cái đầu đo này nó có 2 ly thôi thì mình sẽ xác định rất là dễ nha. Đó. Mọi người đợi em chút xíu để em vệ sinh nha. Trên cái phần đầu đó nó có một miếng bụi này mọi người. Đó, khi mà vệ sinh ra là bụi nó sẽ bám vào tờ giấy này nha mọi người nha. Rồi, cái banh me này có 200 ngàn thôi ha. Hoạt động thì ok. Và số rõ nét ha. Banh me đã qua sử dụng như vậy là rất là tốt ha. Giá thì phải chăng.
200 ngàn thôi. Mọi người có thể sử dụng một cái banh me đo từ 0 đến 25mm ha. Em sẽ đo lên 25 luôn ha. Đây là một cái block bằng ceramic 25 ha. Đó, ngay 0 luôn nha mọi người nha. Rồi, banh me này thì không gì để nói rồi. Vì mọi người hay dùng cái loại banh me mà đầu bự á, nên là cái đầu nhỏ này rất là ít để gặp được khách ha. Nhưng thực tế cái loại này á, mà mọi người đi mua mới ở bên ngoài giá nó cao hơn nha mọi người nha. Mua mới bên ngoài là cái loại này nó sẽ đắt tiền hơn cái loại mà cái đầu nó bự hết luôn ha. 6.35 ha. Rồi, 200 ngàn cái banh me này nha. Cái banh me này hôm bữa có một anh khách anh chốt, anh kêu để đó cho anh, xong rồi lâu lắm lâu luôn rồi không thấy liên lạc lại ha. Thì em bán tiếp nha. Tất nhiên có rất là nhiều khách sẽ lưu hàng lại, nhưng mà có những vị khách lưu hàng là không mua nữa nha, bỏ luôn, không mua luôn. Còn những vị khách mà quen thì người ta chốt là chắc chắn người ta sẽ mua rồi, không bao giờ người ta bỏ hết. Tại vì những cái đơn hàng rẻ rẻ tiền này thì người ta đợi cho 2-3 món gửi đi đỡ tiền ship á mọi người. À, em cũng thích vậy ha, đỡ mất công mình gửi nhiều lần lắc nhắc. Rồi mã số 4, một cái banh me đo lỗ trong ha, phạm vi là từ 5 đến 30mm Mitutoyo ha. Cái này em đang bán 700 ngàn nha, mặt trước và mặt sau đó. Thì cái banh me này cố định bằng một ốc đằng sau lưng này nè mọi người thấy không? Đó, là nó sẽ tựa vào cái rãnh này. Mọi người lắc nó sẽ có một cái độ rơ nhất định ha. Nếu mà nó rơ nhiều quá thì mọi người để cái dít dẹp ở dưới đây nè. Mọi người gõ một cái nhẹ ha, cho cái con ốc này nó tuột xuống ha. Nó sẽ bám vào cái rãnh này. Đó, mình gõ vào mà nó bị rít đó mọi người lắc nhẹ nhẹ nè. Nó nhẹ là nó tự nó nhẹ ra ha. Là mình sẽ đo rất là nhẹ nhàng. Rồi em sẽ đo vào một cái rinh gâu set ha. Cái rinh này là 5 ly luôn ha. Là khoảng min của cái thước. Không, người nó lệch một chút xíu ha, khoảng tầm 1/5 vạch. Đó. Thì cái này là chỉnh là rất đơn giản ha, lấy cái móc khóa móc cái là nó tới thôi. À, cái dù xích 0.01 nha mọi người nha. Đó, 0.01. Rồi cái banh me này là 700 ngàn nha, banh me đo lỗ. Cái phần đầu này là bằng cạc 3 nha mọi người nha. Đó, cạc 3. Mã số 4 ha. Mã số 5 là hai cái dưỡng R ha. À, R ngoài nha. R nhỏ nhất là 0.75 ha. À, dưỡng tới lớn nhất là em chưa kiểm tra luôn á. Cái dưỡng này thì nó xấu nha mọi người nha, nó reset, nhưng mà em thấy những cái R nó còn ok nha. Nên là bán cho mọi người, về ai dùng thì dùng. 13 nha mọi người nha. Lớn nhất là 13.0 nha. Đó, dưỡng R hai cái này 100 ngàn nha. Ngoại hình nó trẻ cũ như vậy, mọi người về ai rảnh thì tháo ra vệ sinh nha. Cái bên này tháo được nè. Bên này thì nó đóng chốt không tháo được ha. Bên này tháo ra được. Cái lớn tháo được nha. Cái này của Nhật nha mọi người nha. Đó. Rồi hai cái này 100 ngàn nha. Đến mã số 6. Mã số 6 ở đây em có một cái thước cặp 2 tấc của Mitutoyo nha. À, ngoại hình thì tàn phai theo 5 tháng nha. Mã số 6 550 ngàn, một cái thước cặp đồng hồ ha. Mặt kính thì bể nứt cũ rích xấu quắc nha mọi người. Đó, cái thước 200, vạch số thì rõ nét, nhưng mà cái mặt kính bị bể ha mọi người. Về ai mà khéo tay thì cắt một cái mặt mica khác vô đây ha.
Cái này tháo ra được nha mọi người nha. Đó. Lấy vít kê đây lại cái này nó dâng lên ha. Thì mọi người có thể làm lại ha. Cái thước thì không có bị nhảy loạn xạ nha. Đó. Lần nào đưa ra vô nó ngay suốt không, có nghĩa là cái bánh răng trong này nó còn ok ha. Còn nếu mà cái thước đồng hồ này nó hay bị nhức một cái là khi mọi người làm rớt á, nó sẽ búng cái bánh răng bên trong nó bị mẻ ha. Thì khi mọi người cứ đo như vậy nó sẽ lịch ha, nhảy tới nhảy lui số 0 một số 0. Nó sẽ nhảy qua nhảy lại khoảng tầm 1 2 3 vạch ha. Đó, còn cái thước này nè, mọi người cứ đưa quay lại như vậy mà nó không có bị gì, có nghĩa là thước nó ok nha. Và khi mình kéo mình nghe cái tiếng nó đều, nó không có chập chờn nha. Rồi. Em sẽ đo vào cái block của em ha. Cái thước này là 0.02 nha. Đó. Đo hết hết nguyên cái hàm thì nó là ngay vạch nha. Rồi, đo xuống dưới nó cũng ngay vạch luôn ha. Cái thước này chưa có lệch. Rồi đo lỗ nha, cái lỗ này là lỗ 20, đường kính 20 nha. Đường kính 20.003 là chưa tới 20.01 nha. Đó. 20.003 nè. Đó, cái thước thì ok nha, chỉ có một cái là cái mặt kính này nó bị bể thôi, mọi người về mà sử dụng thì nó, nếu mà trong môi trường dầu nhớt thì nó sẽ xâm nhập vào đây ha. Nên là tốt nhất mọi người nếu mà ai mà ưng mua rồi thì về khéo tay thì làm lại mặt kính bên trong này nha. Cái kính này mình dùng hai thuốc vít mình để đây nè, mình nạy một cái là nó sẽ bung ra ha, bung cái nắp lên ha. Không có nạy cái miếng nhựa đen nha mọi người nha, nạy cái miếng nhựa màu trắng này thôi nè, cái nắp này thôi nè. Rồi lấy ra mọi người dán một cái miếng kính khác vô đây. Đó, thì bán cho mọi người ai về sửa lại thì sửa ha. Còn để như vậy vẫn đo được. Rồi, tiếp theo là một cái thước đo sâu 0 đến 300mm nha. Đó, 0 đến 300. Của hãng Mitu Toyo nha. Mặt đế đây. 500 ngàn nha, cái thước này 500 ngàn. Số 7 nha. Rồi. À, em giới thiệu mọi người là cái thước này là du xích của nó là 0.02 nha. Nè, 0.02 nha. Cái thước này thì người ta sử dụng cũng khá nhiều nhưng mà thước đo sâu thì nó không bị mòn ha. Đó. Thước đo sâu nó chỉ mòn cái đỉnh đầu thôi nha mọi người nè. Nhưng cái đỉnh đầu này khi nào cho nó mòn? Nó bự vậy khi nào cho nó mòn ha mọi người ha. Và cái vạch này mình cũng thể chỉnh lại được ha. Bằng cách là mình lấy cái tu vít mình nới ốc này lên, mình chỉnh theo cái vạch ha, mình lấy một cái mặt phẳng mình để xuống vậy ha, xong mình chỉnh cái mặt này lên xuống cho nó ngay zero nha. Đó là ok. Rồi một cái nữa là cái phần bộ phận này nè, mình để mình chỉnh tinh đó mọi người. Ví dụ như mình muốn là lên 2 ly thì mình vặn cái núm này, mình khóa cái núm bên phải này ha, trái này lại, mở núm này ra và vặn cái này để mình chỉnh xuống ha. 2 ly. Đó, mình vặn từ từ vậy thì nó sẽ xuống 2 ly ha. Chứ mình không cần phải kéo mạnh, kéo tới cái lùi gõ ha. Ở này nó có cái chỉnh này. Đó, cái thước thước nội địa cũ rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp nha mọi người nhé. Số này. Rõ nét nha, không có số mờ. Đó. Mã số 7 ha, 500 ngàn. Mã số 8 là một cái hộp mà đo lỗ ha, bữa hai hộp bán mất một hộp này ha. Còn hộp bộ đo lỗ này là từ 8 đến ha, từ xin lỗi từ 35 đến 60 mm của hãng Bitcock nha. Bitcock cái hộp này còn khá là mới ha. Ok luôn đó mọi người. Đó. Đồng hồ so à xin lỗi nha, cái hãng này là của hãng Tedlock chứ không phải Bitcock nha. Tedlock nè. Đồng hồ này của hãng này luôn ha. Tedlock. Rồi, cái bộ này rất là đẹp ha. Made in Japan ha, Tedlock. Rồi, bên trong này có một cái bộ phụ kiện này. Nó gồm có 4 cái lông đèn ha, 0.5 1 ly, 2 ly, 3 ly ha. Rồi nó có 6 cái đầu đo là từ 35, 40, 45, 50, 55, 60. Thì cái đầu đo 60 này nó đo tới được 65 luôn nha mọi người nha.
đó, đầu đó thì còn rất là đẹp nha, còn màu đen luôn, cái đầu là chưa dùng nè. Đó, mấy cái đầu mà còn đen ba đen bóng như vậy là chưa dùng nha mọi người nha. Còn cái đầu dùng rồi thì mình nhìn thấy đây như cái đầu 40 nè, có nghĩa là cái công ty này nó sử dụng chủ yếu là đo cái thứ 40 ha, nên cái đầu nó chày quá trời nè. Đó thì 6 cái đầu này chỉ có một cái đầu này là thấy là có dấu chày thôi, còn mấy cái đầu này là còn đen thui nè, còn cái dấu sơn đen của nó ha. Còn nếu mà sử dụng rồi là nó chày như vậy nè mọi người nè, nó chày cái lớp nhuộm mới đi ha. Rồi nguyên cái bộ này là 2 triệu một bộ nha, 2 triệu bộ từ 35 đến 60 ha, mình có thể đo tới 65. Hộp bằng gỗ ha, rất là đẹp, Teflon Cylinder Gold kích thước nè. Cái này là cái mã số của nó ha. Rồi, cái phạm vi đo 35 đến 60, nhưng mà cái khoảng 60 này mình trên bông đèn lên là đo được 65 nha mọi người nha. Đó, mã số 8 ha, 2 triệu. Đến mã số 9, ở đây em có ba cái bàn ren của hãng OSG nha. Ba cái bàn ren OSG M8 bước 1.25 ha, cái bàn ren này là hàng mới chưa sử dụng nha, 200 ngàn cho ba cái này nè. Tính ra là khoảng 70 ngàn một cái nha, hàng mới luôn. Đó. OSG nha, M8 bước 1.25, bước thông dụng nha. Ba cái bàn rèn này một bộ nó 5 cái nhưng mà người ta sử dụng mất 2 cái rồi, em chỉ mua được 2 cái, 3 cái thôi ha. Rồi, 3 cái này 200 ngàn nha. Được cái này được kính 20. Rồi tiếp theo là mã số 10. Bốn cái này là cái dạng giống giống như eto đạp phôi á mọi người. Slide 3 ha, thì cái này của hãng Aeron nè. Tắc 3. Cái này người ta sử dụng để người ta kẹp phôi, những cái phôi phôi mỏng nha mọi người nha, kẹp phôi trên máy phay đó. Cái những cái thanh này sẽ kẹp theo cái rãnh chữ T ha. Rồi khi mà mình áp vào con hàng thì mình sẽ xiết con ốc này, thì cái hai cái đầu nó sẽ đi xuống và nó đạp vô phôi ha, nó sẽ giữ lại. Thì ở đây em có 4 miếng nha đó, một bộ thực tế một bộ của nó chỉ có 2 miếng thôi ha, đây là 2 bộ đó mọi người nha. Thì là em bán 4 miếng này là 3 triệu nha. Tính ra một cặp này 1 triệu rưỡi. Hai cặp 3 triệu nha. Cái này thì em bán nguyên về luôn, em không bán lẻ nha. Đó, hôm bữa có người hỏi em một cặp này bán 1 triệu rưỡi em không bán nha. Em bán hết hai bộ thì em mới bán, còn bán một cặp không thì nó sẽ lẻ là một cặp rất là khó ha. Để nguyên 4 cái này nè. Có những người người ta sẽ kẹp ở 4 góc phôi thì nó sẽ dễ hơn ha. Phôi lớn thì mình kẹp ở 4 góc luôn sẽ dễ hơn. Rồi, kẹp phôi lên cái bàn máy phay á thì nguyên cục phôi lớn thì mình kẹp không cần phải tô ha, mình dùng cái này mình kẹp rất là tiện lợi nha. Di chuyển trên máy phay, trên cái bàn chữ T trên máy phay rất là dễ. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha. Số 11 đêm có làm một cái đầu này là cái đầu là vác C nha. Đó, bác xe 45 độ thép gió ha, cái này đã qua sử dụng MT2 nha. Rồi trong đây thì MT2 rồi MT1 nữa nha. MT1 ở đây có cái áo côn MT1 mà người có thể sử dụng để thay đổi qua ha. MT2 bác xe là một cái mũi khoan 23 đó, MT2 ha. Nguyên một bộ này em bán 1 triệu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cái ha, 1 triệu, tính ra là khoảng 100 ngàn cái đi. Đó, một cái đầu vắt xe MT2 nè. Một cái mũi khoan 23, em đo tổng chiều dài này. Thì cái mũi khoan này cũng đã sử dụng rồi nha, chiều và lưỡi cắt nó là 140 nha, khoảng 130 đi, 130. Rồi một cái mũi khoan MT1 phi 14 nha, chiều dài lưỡi cắt nó khoảng tầm 85. Một cái mũi khoan MT1, cái này mũi khoan Nachi nè mọi người nè, phi 13.5. cái này hàng chưa vệ sinh luôn nha mọi người nha, mọi người về vệ sinh cái là ra mã sạch à, để vậy hơi xấu.
Rồi, chiều dài lửa cắt khoảng tầm 180 nha. MT1, rồi MT2 17.6. Chiều dài lửa cắt nó khoảng còn 110 nha. Rồi MT2 phi 17. Chiều dài lửa cắt nó còn khoảng được 70. MT2 phi 15.8, chiều dài lửa cắt nó khoảng còn được 90 nha. À đâu có. Không được 90 đâu mọi người. 70 thôi nha mọi người nha. Tính tới cái này là sai ha, tính ngay cái khúc mà cắt thôi. Rồi, một cái mũi khoan này, khoan nhỏ mà nó rất là dài nè. Này thì không thấy số luôn, không thấy đo thôi. Đó, một khoan này nó khoảng tầm 8.1, 8.2 nha mọi người nha. Em đo thì thấy là ở cái đỉnh đầu này là 8.1 nè. Nhưng mà có lẽ nó bị mòn đó mọi người. Để em đo phía cuối này kìa. Rồi tới 8.3 luôn nha mọi người nha. Rồi, cái mũi khoan này dài chiều dài lưỡi cắt nó là 300 á, nhưng mà nó bị ngắn, bị chắc bị mài mất một chút xíu thôi ha. Giờ chỉ còn là 280 thôi ha. Tổng chiều dài lưỡi cắt này 280 nè. 8.3 ha. Đo phía cuối này và 8.3, đo phía trên này còn 8.1 à, chắc là bị mòn, đầu bị mòn rồi. Rồi, tiếp theo là một cái cây lưỡi khoan này MT2. Chiều dài lưỡi cắt nó là 200 ha. Thì mũi khoan này là mũi khoan 19.7. Ở đây người ta ghi là nhân 400 nè, nhưng chiều dài lưỡi cắt này chỉ còn có 200 thôi. Tổng chiều dài của nó là 370 nha. Cái đuôi này nó bị vặn như vậy nè mọi người nè. Vặn như vậy ha. Thì mọi người về đắp hàng vô xong rồi mài lại ha, cho nó thành cái thẳng ha, thì mọi người sử dụng được. Còn nó vặn như vậy khi mà mọi người đóng vô thì đóng ra không được luôn nha. Đó, cái này mọi người muốn xài thì về hàng vô xong rồi mài đi. Hàng hai bên này nè, xong rồi mài theo cái cạnh này đi ha. Xong rồi đóng vô cái mới xài được ha. Cái này rất là ngon đó nha mọi người. Đó. Cái này của hãng Kobe. Rồi một cái lã lỗ ha. Một cái lã lỗ. Một cái này là một cái âm bật ốc phim ốc M16 nha. Đó. Là âm bật nha, âm bật phép gió MT2 luôn. Còn nguyên một cái bộ này 1.000.000 nha. Những cái cây mũi khoan mà nhỏ nhỏ mà dài dài như vậy nè mọi người nè, đi ra ngoài mua thì người ta cao kêu giá trên trời luôn nha. Nhất là mấy mũi khoan dài dài này nè. Đó, mũi khoan, hai mũi khoan này là giá trên đây luôn nha. Rồi mấy mũi khoan này thì bình thường. Nguyên một bộ này là mã số 11 này là 1.000.000 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 món. Rồi em sẽ dọn bớt đi ha. Hôm nay nó chịu hơi dông dài nên là lâu hơn mọi ngày rồi. Rồi, xin lỗi mọi người nha. Di chuyển vậy sẽ bị chóng mặt đó. Rồi một cái mã số 12 là một cái eto khoan ha. Eto khoan này có người người ta bỏ lên máy mài luôn ha, nhưng mà nó sẽ không chính xác bằng eto mài được. Eto Aeron nha. Cái hàm nó là hàm 75. Đó, cái bức ren là nó còn trắng như vậy luôn ha. Nước sơn còn đẹp luôn nè. Nước sơn còn rất là đẹp nha mọi người nha. Sao đó nè. Gia bạn ha. Đó. Mình sẽ nói ra nha. À, về cái độ rơ thì nó sẽ rơ dọc nha. Rơ dọc là nó cái chỗ cái chốt này nè mọi người nè. Ở trong này, ở trong cái cây ti này nó sẽ có một cái gờ ha. Con ốc này ký vô cái gờ đó thì là sẽ nó sẽ rơ, nhưng mà bên lắc ngang nó sẽ không có rơ nha. Đó, lắc ngang là cứng ha. À,
em sẽ cho mọi người có cái hàm bên trong này ha. Nó có do những cái dấu này nè, giống như cái dấu sỉ hàng nó bắn vô mọi người. Bên này cũng vậy, bên này cũng có 1-2 dấu ha. Đó, mấy dấu. Rồi, về tổng cái hàm mở ra tối đa ha là 80 nha. Mở tối đa 80. Aeron nha, hàm 175 mở 80. Cái này em bán 1 triệu nha. 1 triệu cộng ship. Thực tế thì cái giá này là gần như là quầy vốn luôn mọi người. Mấy bữa em bán 1,1 triệu. Rồi hôm nay là bán 1 triệu luôn nha. Chứ để lâu quá là hàng nó bị chôn lại là nó sẽ mất cái giá trị đi, là mình cũng chôn vốn nha mọi người nha. Rồi tiếp theo là mã số 13, một cái cặp mà tu xoay Nakane ha. Cái này là tu xoay MT3 côn số 3 nha mọi người nha. Một cặp này là 1,6 triệu. Cái này về em chưa vệ sinh gì luôn nha, chưa vệ sinh gì luôn, mọi người về tự vệ sinh. Đó, cái phần đầu tu nè còn đẹp luôn ha. Hàng bãi về thì người ta bỏ trong nguyên một cái thùng đồ vết rất là nhiều đồ, nên là nó tình trạng là nó xấu như vậy. Đây, cái này em giới thiệu mọi người trước, cái này thì quay êm nè, không relax gì luôn ha, êm ru luôn. Đó, quay êm luôn. Còn cái này thì nó sẽ có bị một chỗ, một viên bi nó bị hơi đó, hơi sượng chỗ này. Đó, mình quay thì mình quay như vậy thì nó không có dừng lại, nhưng mà mình cảm giác nhẹ nhẹ thì mình cảm giác nó hơi giống như hơi bị rít một cái mọi người ha. Cái này nè, có một viên bi rít ha. Đó, đoạn này nè rít, còn lại thì khi mà mình quay như vậy thì nó sẽ quay bình thường nha. À, mọi người mua về tự vệ sinh nha, em sẽ không vệ sinh này mất thời gian lắm. Rồi, à, một cặp này là 1,6 triệu nha, bán cả cặp này luôn, 1,6 triệu hai cái. Mọi người tự về tự vệ sinh ha. Đây, hai cái đầu rất là đẹp nha, đầu sao đó nè. Nó hàng Nhật thì nó sẽ có số hiệu quản lý nha mọi người nha. Trên đây nó có là WP và LS, thì em không biết cái hai cái ký hiệu này là để làm gì. Đó, cùng một hãng hết nha, cùng một hãng Nakane. Rồi hai cái 1,6 triệu nha cộng ship. Đến mã số 14 là 6 cái cán phay này ha. 6 cái cán này thì hai cái cán này là giống nhau nè, C32 ha, kẹp 32. À, xài chip 1203 ha. Cái này là để người ta chamber cái cạnh đó mọi người. Chamber những cái cạnh này nè. Ta chạy chamber những cái cạnh này nè mọi người nè. Đó thì khi người ta phay nó sẽ chamber cái này, nó đều ha. Hoặc là vác xe lỗ nha mọi người nha. Vác xe lỗ. Vác xe những cái lỗ ha. Hai cái này giống nhau nè. Rồi một cái cán 25 xài chip T22 nha. T22 một mặt cán phay nha. Này phay phay rảnh, phay phay lấy biên lấy cạnh là đẹp luôn ha. Xài chip T22 nha, cạnh đứng. Xài một con chip một ha, đường kính 25. Rồi ba cái cán này là ba cái cán cũng là vác xe như vậy luôn, vác xe rồi bác xe lỗ rồi bác xe cạnh ha, cũng là cán Nhật Bản hết nha. Nè, mắc in cho băng nha. Hai con này là cán của hãng gì đây, Tungaloy nha. À không phải, không phải, xin lỗi xin lỗi, Sumitomo nha. Đây hai cái hiệu nè, Sumitomo nè, Tungaloy là của Toshiba ha, còn này là Sumitomo nha. Đó hai cán hãng. Rồi mấy cán này cũng hãng luôn, mang in cho bằng luôn, mà cái ký hiệu này em không có biết là cửa hàng gì luôn, phải có hộp mới biết được. Rồi ba cái này thì ba cái góc vác xe nó sẽ khác nhau nha. Đó, cái này thì góc 45 nè, thằng này góc nhỏ hơn, thằng này góc tù nè. Đó thì ba cái này dành cho ba cái góc khác nhau. T16 hết nha. Đó, sử dụng T16, ba con T16 nha. Cán 32. Rồi 6 cái cán này là 1,3 triệu nha mọi người nha. 6 cái cán này 1,3 triệu. Đó.
nhãn phay cho mọi người dùng để chamber vát lỗ. Rồi một cái mã số 15 là một cái bộ doa lỗ này nè. Thì MT2 có một cây MT1 và hai cây đuôi trụ ha, còn lại là MT2 hết à. Để em sẽ coi kích thước của nó nha. Cây này là mấy cái này là do nước mưa nó vô nha mọi người nha, nhưng cái cạnh nó vẫn đẹp nè, cái cạnh nó vẫn ok ha, để doa lỗ ha. Cái chữ nó hơi sọ khó coi ha, mình bỏ qua đi. Rồi cây này là phi 12 ha, 16 ha, 18.5. Cái này phi 16. Cái này phi 18. MT1 này là phi phi 8. MT2 phi 16. Cái này cũng là do lỗ là 22. Giờ cái này là 20. 20 đúng rồi. Cái này là cây trụ nè, 15. Một cây MT1 là 13 nha. Thì một mỡ này là 300 ngàn nha. 300 ngàn do lỗ. Mã số 15 nha, 300 ngàn. Đó, mọi người khoan xong mọi người dùng cái do này do lại ha. Rồi, mã số 16 ở đây em có là những cái khoan này là khoan tận dụng nha mọi người nha. Đó, em thì em không có vệ sinh, cứ để nguyên gì đó. Mua tận dụng thì về bán tận dụng ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cây. 19 cây 300 ngàn nha. Trong đây thì MT2 là nhiều nha. Có 1, 2 cây MT1 này, 3 cây MT1, 4 cây MT1, còn lại MT2. Cây này đu trụ nha. Những cây này cái lượng cắt nó vẫn còn nha. Còn nhưng mà nó không có dài. Nó như cây này được 50 ly nè. Cây được 30, 40, 50 gì đó. Có cây này được 65, 70 ha. Đó. Có cây này dài nhất nè. Mà cây này liền thì nó bị cháy cái đầu nè mọi người nè. Mọi người về xử lý mài lại nha. Đó, em bán hàng tận dụng là không có bao gì hết ha. Đó, có một cây này là cháy đầu nè, một cây này gãy đầu nè. Đó, còn lại thì còn sử dụng được ha. Thì cái này ai biết mà nó không mua nha, còn mua về sợ không sử dụng được nha. Rồi cái cây này thì còn có chắc được một phân à, bỏ chung vô cho này luôn ha. Rồi cây này là còn được 6 phân 60 ha. Mua một mớ này nè, mọi người mua về tận dụng nha, dùng tận dụng 300 ngàn ha. Cái chỗ này hình như là 4 kg hay sao á, 4 kg hay như là bao nhiêu, hình như 4 kg á mọi người. Bỏ trong này. Lần 4 kg nha mọi người nha. Đó, nguyên một set này nè. Để em coi còn cây nào lẻ lẻ ngoài nữa thì bỏ chung vô luôn. 300 ngàn nha. Mã số 16. Rồi, để nguyên điện thoại đi luôn nha mọi người nha. Tiếp theo là mã số 17 ha. Hai cái cây cảo super. Cảo super thì để mọi người cảo bu ly, cảo bạc đạn vậy đó. Chắc chủ yếu là dùng bên những cái anh mà sửa motor nha. Một cây cảo G8, cái cây cảo này là đẹp luôn, răng cỏ là đẹp hết. Đó, cái răng móc này nè, chỉ có răng móc này nè. Không bị sứt, không bị quạt là ok ha. Rồi, cái phần ren này nè, không bị dập nha. Đó, bao dập, bao trơn cho mọi người luôn. Đó, phần cái đầu ti nè. Đầu ti để nó bám vô cái đầu cốt đó mọi người. Nó sẽ không chạy á. Rồi, một cái ha. Cái này là G8 nha. G8 thì tổng chiều dài của nó là 280 nha. Tổng chiều dài ti này là 300. Còn tổng cái chiều dài mà của cái tay này nè 280. Rồi một cái G6.
Một cặp này là 1 triệu rưỡi nha mọi người nha, hai cái. Cái G6 này 500, cái G8 này 1 triệu nha. Đó, bán chung một cặp. Rồi cái G6 này là có một cái đầu này nó bị sứt nè mọi người nè. Thì mọi người có thể thay cái đầu này xuống nha. Thay cái đầu này xuống là dùng được thôi. Đó, một cái đầu này người ta mài đi hay sao đó, nó bị sứt nè. Còn lại ba cái đầu kia là không có bị gì hết ha. Đó. Chỉ có một cái phần đầu này thôi ha, là bị hơi với bác xe. Mọi người thay cái đầu này, lật cái đầu này lại ha, là được thôi ha. Cái cây này nó lại ở đâu vô á, thì thấy nguyên một cặp thì mua nguyên cặp nha mọi người nha. Rồi một cặp này nè, 1,5 triệu nha mọi người nha, hai cái 1,5 triệu luôn, bán nguyên cặp. Đến mã số 18 nha, mã số 18 em có mấy cái nhíp này nè, vẫn còn dư luôn, chưa có hết. Nhíp này ha, một cái này. Xét rẹt luôn nha mọi người. Mọi người về chế lại nha. Cái đầu này nè, nó không có đều nha. Hai cái, đầu này nó không đều hết nha. Ba cái, đầu này một đầu combo, một đầu xoay ha. Bốn. Dạ 300 luôn nha. Năm. Sáu. Cái cây này để vòng tròn ha, bạch dấu ha. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cây ha. Còn lại như đây bán hết luôn 500 ngàn nha. Đó, nguyên một mớ này 500 ngàn. Nguyên một mớ này ha. Thằng mà là sáu cấu luôn. Mọi người về tự chế biến nha. Đó, mọi người đo thô đo gì thì mọi người về tự chế biến, móc lỗ gì đó. 500 ngàn nha. Tiếp theo là một cái mâm cặp. Mâm cặp này của hãng Sun nha. Cặp hãng Sun nè mọi người nè. 4,8 triệu một cái mâm cặp này nha. Mọi người không nghe nhầm đâu, một cái mâm cặp này 4,8 triệu, mâm ba chấu lập 190mm của hãng Sun nha, ký hiệu Sun MSE thăng 7 ha. Cái số hiệu mâm là 317. Thì cái chấu mà zin á, đây nè, nó có đóng theo cái số là luôn nè, 317 luôn ha. Và cái nền chấu này cũng 317, và cái ở bên trong này nó đều có số nó hết nha mọi người nha. Bên trong cái nền này nè đều có đúng một con số 317 hết nha. Đó, chấu nè 317. Tại vì khi mà mình sản xuất, có nhiều bác hỏi là tại sao cái chấu nó đẹp vậy, có phải là chấu mình Việt Nam mình sẽ sản xuất lại không, thì em nói là khi người ta sản xuất hàng loạt á thì người ta không có sản xuất đóng theo số này đâu, người ta sản xuất một lần 10 bộ luôn, chứ không có sản xuất, không có đóng, không có rảnh đâu đi đóng từng bộ này. Tại vì cái tiền phí đi đóng còn đắt hơn cái tiền đi mua nữa mọi người. Đi làm từng riêng một bộ này đắt hơn đi mua. Đó, thì cháu này là bao rơ lắc nè. Đó, cháu nó đẹp nha. Em sẽ quay gần cho mọi người xem. Cháu rất là đẹp. Cháu rất là đẹp ha. Cái mâm này á, tại sao đẹp như vậy á, là do cái mặt bích này nè mọi người nè. Mặt bích này người ta gắn ở trên cái bàn chia đồ mọi người, để người ta sử dụng trên máy phay á. Ở cái mâm này người ta sử dụng ở trên cái bàn chia đồ, người ta gắn trên máy phay thì nó sẽ sử dụng ít hơn cái mâm mà dùng trên máy tiện nha. Đó, máy tiện thì mình dùng liên tục, còn trên cái bàn chia đồ trên máy phay thì rất là ít dùng, nên cái mâm rất là đẹp. Cái chấu nó cứng ngắc luôn ha. Và khi mình quay tay quay mâm, mình cảm giác cái mâm nó quay nó đều, nó không có bị sượng sượng, và nó không cũng nó, cái lực nó bót ha, nó không có phải là mâm tàu lao. Đó, mâm này đẹp. Bao rơ lắc bên trong này là bao mẻ răng, bao đồ hết ha, không có mọi người phải lo gì hết. Đó, mâm một tấc chín xu. 4,8 triệu mà thấy bữa em bán 5 triệu không á. Bữa nay hạ giá cho đi nhanh, hành lễ xong rồi. Thu hồi vốn lại 4,8 triệu nha mọi người nha. Mã số 19, một cái mâm Sun ba chấu lọc. Chấu này mọi người lấy con lục giác M8
Lục giá 8 mở hết ra lật ngược lại ha, cháu trái cháu phải thì mọi người lật cháu ha. Rồi ok thôi. Rồi bên dưới này có một cái mặt bích. Mặt bích này người ta bắt vào một cái đầu phay á mọi người. Cái máy phay á. Đó, mặt bích này nè. Mặt bích này tổng đường kính nó là 240 ha. Đó, 240. Đó. Cái mặt bích này để người ta lắp lên cái mâm chi độ mọi người. Mâm chi độ nó có chữ T. Hoặc là cái loại mâm chi độ nó có con ốc không? Lắp vào luôn. Rồi. 4 triệu 8 cái mâm này nha mọi người nha. Đây, em cho mọi người coi cái chấu nè. Cái chấu nó nè. Chấu rất là đẹp ha. Rồi 4 triệu 8 cho cái mâm này nha. Có mặt bích. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người. Chắc là ngày mai em sẽ lên video tiếp nha. Rồi em chào mọi người. Cảm ơn mọi người nha.